Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Sơn Design. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu đầm này nhé. Đây là một mẫu đầm cổ tim, chúng ta có một đường cắt qua chân ngực. Phần này sẽ hơi nhún một chút này. Có bản đai, chưa? Phía dưới là xòe, rút nhún. Tay là rút nhún cả trên đỉnh và cửa tay, có mang set. Đó. Thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của đầm ly banh cơ bản. Đối với tay rút nhún thì các bạn sẽ giảm đầu vai vào cho mình phần đến 1,5 phân cả hai thân luôn nhé. Các bạn cắt phần này ra cho mình này. Phần cổ các bạn lấy ngang cổ ra cho mình. Chúng ta lấy ngang cổ ra là 8 phần. Phần sâu cổ thì các bạn sẽ lấy bằng với hạ nách cho mình. Giờ sẽ đánh một đường cong vào đây. Chưa? Ở đây các bạn sẽ chiết cho mình một cái ly nhỏ vào đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ vẽ một đường cong từ phần sâu cổ này, ta đi qua chân ngực ra ngoài eo. Bạn nối từ đây vòng qua chân ngực này ra đến eo. Được chưa nhỉ? Tiếp đến thì bạn sẽ lấy cho mình cái phần bản đai. Ta lấy từ đây xuống cho mình 6 phân. Kẻ hơi chéo một chút. Đó. Phần ly này các bạn sẽ kẻ thẳng vào đây. Chưa chưa? Phần tân bên dưới thì chúng ta sẽ cắt rời phần đai eo này ra này. Thân sau các bạn sẽ để cho hai phần này được sườn bằng nhau nhé. Chúng ta sẽ lấy đường cắt ở thân sau bằng với thân trước. Chưa? Thân sau chúng ta chỉ cắt rời ở phần eo này ra thôi. Sau đó chúng ta sẽ lấy ngang cổ bằng nhau. Các bạn đặt cho mình hai vai con bằng nhau này. Lấy đường ngang cổ thân sau. Sâu cổ các bạn lấy xuống cho mình 3 phân. Giảm sống lưng vào một chút. Các bạn cắt phần này ra này. Chúng ta cắt rời phần eo này ra. Đối với thân sau thì các bạn có thể chiết cái ly này vào hoặc là chúng ta vẽ bổ mảnh nách hoặc là bổ mảnh vai, tùy ý nhé. Được chưa? Chúng ta sẽ bỏ qua phần thân dưới này. Bây giờ các bạn sẽ cắt rời phần này ra cho mình. Đóng phần ly cổ này vào. Và chúng ta cắt lại cổ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tạo phần nhún ở đây nhá. Phần nhún ở đây. Các bạn đóng ly này vào cho mình. Chúng ta lọc bỏ phần ly thân này. Đóng ly ben vào.
sửa lại cho mình những đường sườn ở đây. Sau đó các bạn sẽ chúng ta đặt lên một tờ giấy khác. Các bạn sang dấu lại cho mình. Sang dấu lại phòng cổ. Vai này. Phòng nách này. Đường sườn này. Phần cắt qua chân ngực nhá. Ở đây các bạn sẽ đánh phần này sâu xuống cho mình một chút. Sau đó chúng ta sẽ lượn ra đây. Được chưa? Cái khoảng này sẽ là phần để chúng ta rút nhún vào. Các bạn rút nhún lệch sang bên này cho mình một chút. Được chưa? Quả rút nhún ở đây. Ta sẽ cắt phần này ra. Tiếp đến phần bản đai, các bạn sẽ đóng phần ly này vào cho mình. Chúng ta đóng cái ly này vào. Khi các bạn đóng vào nhà nó đang bị hụt đi một ít, chúng ta sẽ phải dán thêm giấy để bù lại. Các bạn dán thêm giấy, chúng ta sẽ vẽ lại cái đường cong này cho mình. Đó. Và rồi các bạn cắt phần này ra. Được chưa nhỉ? Sau khi các bạn rút nhún phần này vào, bạn may vào cái phần bản đai đây. Ta sẽ phải rút nhún để cho hai cái này bằng nhau nhé. Ví dụ mình rút nhún được cái phần này như này, sau đó thì các bạn may vào đây cho mình. Được chưa? May vào đây. Đó. Phần ở giữa này thì chúng ta sẽ có những cái chun nhé, cái khuyết chun để các bạn đóng sang phần thân bên còn lại. Đó. Tiếp theo đến phần thân phía dưới này, ở đây nó sẽ xòe nhé, nhưng vẫn có độ nhún. Được chưa? Thì các bạn sẽ không cần phải ẩn bỏ cái ly đi nữa, chúng ta chỉ cần bấm phần này ra. Đó. Bạn bấm phần này ra cho mình. Và chúng ta đặt lên một tờ giấy khác. Bấm phần này ra cho mình.
giải xòe phần này ra. Ở giữa đây các bạn sẽ để bằng cho mình. Các bạn sẽ giải xòe phần này ra. Chúng ta muốn độ xòe nhiều hay xòe ít thì các bạn sẽ giải tách các cái nan này ra. Được chưa nhỉ? Chúng ta muốn xòe đủ nhiều thì các bạn sẽ giải tách các cái nan này, độ rộng nó nhiều hơn. Chưa? Càng nhiều thì nó sẽ rủ, độ rủ càng lớn. Đây, ví dụ mình giải như này nhá. Bạn sẽ giải các cái nan này cách đều ra cho mình. Chưa? Sau khi giải xong thì các bạn sẽ sang dấu lại. Kẻ lại đường này cho mình. Bớt phần gấu ấy đi cho mình chút nha. Sau đó các bạn cắt phần này ra. Cái phần cái ly ở phía thân dưới nhá, thì các bạn sẽ lấy làm cái độ rút nhún đây luôn. Chưa? Độ rút nhún ở dưới. Nếu như các bạn muốn rút nhún thêm thì chúng ta sẽ đẩy cái này ra ngoài tầm khoảng 3 phần nữa. Đó. Sau bạn kẻ vào đây. Các bạn có thể lấy luôn cái tập thân dưới này. Chưa? Lấy luôn cái này làm thân sau luôn được. Thân trước, thân sau giống nhau. Được chưa? Thân sau thì các bạn cũng sẽ rút nhún vào cho mình. Sau đó chúng ta may với cả phần thân phía trên. Ở đây thì chúng ta rút nhún vào và các bạn may với cả phần bản đai này thôi. Được chưa? Để rút nhún ở đây. Trên vải này nó sẽ mềm hơn thì các bạn rút nhún nó dễ hơn nhá. Chúng ta chỉ cần rút nhún phần này nó bằng với bản đai là được. Được chưa nhỉ? Đó. Và xong rồi thân. Để đến phần tay. Tay thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái tay cơ bản. Chúng ta cắt rời măng xét ra. Măng xét thì các bạn để cho mình tầm 3 đến 3 phân rưỡi. Chúng ta cắt rời phần này ra này. Đó. Rút nhún cả cửa tay và đỉnh tay. Gấp đều vào. Chưa? Sau đó chúng ta vẽ lại vòng nách thôi. Các bạn dâng cái đầu tay lên cho mình một chút nhá. Ok. Phần băng xét này. Đó. Bạn rút nhún đây, may cái băng xét vào. Rút nhún trên đỉnh tay và may với thân. Được. Như vậy là mình đã dâng xong các bạn cái cắt mẫu đầm theo mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video ích hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.